Xin rất cảm ơn mọi người đã hôm nay mưa gió đến cùng ban nhạc với những bạn của tôi. Những người này thì anh dành riêng cho vợ ngày hôm nay. Anh không nhớ là mình khoe bao lâu rồi. Anh chỉ biết là anh và em nó gặp nhau rất là tình cờ, nhau rất là nhanh. Rồi bất chấp mọi sự phản đối từ hai bên gia đình thì em vẫn yêu anh, vẫn bỏ tất cả mọi thứ, từ bỏ những vật chất, từ bỏ những tình cảm của mẹ dành cho em mà đều với anh. Rồi thì chẳng có đám cưới nào cả, chẳng có hoa, chẳng có váy cô dâu. Em vẫn yêu anh, chúng mình kết hôn và rồi chúng mình có con. Chưa một lần anh tỏ tình với em lần nào cả. Ai đó có thể mang cô ấy đây được không ạ? Ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây thì làm rất bình thường, còn với mình là một đặc biệt. Đặc biệt bởi vì mình có cô ấy. Thật sự là anh chưa tưởng tượng được, anh chưa tưởng tượng được rằng là anh và em sẽ yêu nhau. Chúng ta bằng tuổi, bằng tháng và cách nhau cũng bằng ngày. Cũng như là cái duyên là cái nợ nữa. Đáng lẽ ra anh sẽ làm được này muộn hơn sơ thì thường, nhưng mà anh nghĩ là anh không thể đợi hơn lâu được nữa. Ôi trời, bạn cháu này đấu bạn run quá. Bởi vì tình
khoảng cách ấy bao xa đối với Ri vậy ạ? Anh sẽ bay xuyên thời gian, xuyên không gian để đến bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy đó. Hãy để cho anh được yêu em bằng cả thế giới này, nơi đó sẽ dành riêng cho em. Chúng ta hãy cùng dành một chút